Thị lực của Ji Jun Jeon bị ảnh hưởng vì đóng vai bác sĩ mù. Thói quen khi đóng vai bác sĩ mù trong tác phẩm The Oath khiến Ji Jun Jeon không thể nhìn rõ vào ban ngày. Trong buổi phỏng vấn với Mew một ngày 15 tháng 11, nam diễn viên Ji Jun Jeon chia sẻ thị lực của anh bị ảnh hưởng sau khi tham gia bộ phim The Oath. Trong dự án này, anh đóng vai một bác sĩ châm cứu bị mù, chỉ nhìn được vào ban đêm. Hơn một năm từ khi The Oath đóng máy, diễn viên sinh năm 1986 cho biết do thói quen của nhân vật, hiện tại anh chưa thể nhìn rõ vào buổi sáng. Ji Jun Jeon nói, mỗi sáng thức dậy, tôi đều uống nước và đi vào nhà tắm. Tuy nhiên, mắt tôi gần như bị mờ trong khoảng thời gian đó. Theo Inside, Ji Jun Jeon đã tới bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Nam diễn viên cũng khẳng định tác phẩm này mang đến cho anh cảm xúc đặc biệt. Cảm giác khi đóng The Oath khác hoàn toàn khác những trải nghiệm trước đây của tôi. Tôi có những cảm xúc lẫn lộn và học được nhiều điều, Ji Jun Jeon giải thích với The Hero. Để phục vụ cho vai diễn, Ji Jun Jeon đã trực tiếp gặp gỡ và nói chuyện với những người bị khiếm thị, quan sát hoạt động thường ngày của họ. Những ngày đầu, mọi người không chia sẻ những suy nghĩ ở tận đáy lòng. Họ chỉ nói tôi thích xem phim của Jun Jeon lắm hay cậu có muốn ăn cơm với chúng tôi không? Tôi hiểu rằng rất khó để họ giải bày những chuyện như vậy, vì thế tôi không hỏi sâu. Tôi chỉ lắng nghe những gì họ nói và chuẩn bị cho vai diễn, nam diễn viên Reply 1988 cho biết. Trong buổi họp báo tháng 10, Ji Jun Jeon bật khóc khi nhận được lời khen ngợi từ diễn viên gạo cội Yoo Hae Jin cho vai diễn trong The Oath. Tôi nhận thấy Jun Jeon đang từng bước trở thành một ngôi sao lớn, Yoo Hae Jin nhận định. Ji Jun Jeon sinh năm 1986, bắt đầu diễn xuất từ năm 2012 và được biết đến qua các tác phẩm Reply 1988, Alienoid Lost. Trước khi trở thành diễn viên, Jun Jeon từng làm nhiều công việc khác nhau như giao bánh pizza, gia sư để kiếm tiền trang trải cuộc sống. The Oath là phim điện ảnh kinh dị được đạo diễn bởi An Tae Jin. Trong phim, Ji Jun Jeon vào vai Kyung Soo, một bác sĩ châm cứu mù nhưng có thể nhìn bình thường khi đêm xuống. Anh vô tình chứng kiến cái chết của Thái tử Vương Triều Joseon và phân vân liệu có nên tiết lộ bí mật này cho mọi người.